con kỳ vẫn con vẫn kèn không con chị bệnh con không có đèn đúng không? Mà căn nhà nó ăn hàng cực mà khán giả nó con tiền con nhìn con rất buồn con rất buồn đúng không à. Minh Phương á, hôm nay là quả thăng luôn các bạn, không mặc áo luôn nha. Thì bữa nay thì nhìn anh Phương nét mặt rất là tốt luôn, trộn gì đó, trẻ luôn là lữ thợ, khoe cái lữ hoài, khoe cái lữ trẻ làm đôi hoài, đó, giả biết anh Phương có lữ trẻ làm đôi. Căng dạ. Sao dạ ơi, sao? Dạ sao? Mở coi. Căng nhà muốn nói gì nè nói đi ở đây dạ sao nghe căng nhà con khán giả thương con đúng không dạ rồi sao nữa con nhà người con cũng thương cái nhà không con cũng thương khán giả rồi trời ơi xúc động ghê khán giả thương con cũng thương khán giả có gì nữa tại vì anh Phương thấy giúp người ta kìa thấy khán giả cũng thương anh Phương đó. Khán giả là muốn trị bệnh kỳ vậy đây con chị. Khán giả muốn trị bệnh lại đây con chị hả? Trời ơi. À, tức là giúp hết mình đúng không? Còn coi ông đi coi. Hả? Mấy tháng nữa cô ơi, con đi rồi cô ơi. Phải không? Phải nói gì không? Phải nhau. Tức là nó còn mấy tháng nữa con đi rồi, như giống như mấy tháng này là là cố gắng đi giúp phải không? Lập công ngồi đất ha. Mình hỏi anh Phương nè là mình trị bệnh là mình đâu có nhận tiền đâu đúng không? Thì để làm clip để nói cho tất cả mọi người biết để nhiều khi cái ý kiến trái chiều á. Thì không biết nghĩ là xin cái mặt luôn à, tại vì anh Phương ở cả nhà thì có cái tay nè cái thói quen nó hay ngồi cho tiền mua thuốc uống nha cho nên người mẹ là buộc cái gọng dây lại cái tay như vậy đó mà chế, vẫn còn quơ nữa không kiềm chế được thì nhắc lại là anh Phương giúp cho tất cả mọi người trị bệnh là không có nhận tiền nha. Cho nên mọi người đừng có suy nghĩ trái chiều là anh Phương lợi dụng hay là làm những chuyện nhận tiền cái đó là không phải. Còn những các vị mạnh thường quân, các vị Phật tử hay là những các bạn đó thì thấy anh Phương là một người bại liệt như vậy thì có thể là gieo duyên giúp cho anh Phương bao nhiêu đó thì cái đó là do cái tấm lòng của tất cả mọi người là anh Phương không có đòi hỏi nha, anh Phương cũng không có xin tiền ai cả. Thì nói cho tất cả mọi người cùng biết. Đúng không anh Phương? Đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung thì người ta thấy mình bệnh tật này kia thì thương nó cho nó gieo duyên, người ta muốn tạo cái duyên như là tạo cái phước gì đó. Chung thì cũng tốt chứ không có gì. Nhưng mà nhiều khán giả người ta nói là quay để trục lợi cái này không phải đâu. Tiếp trước mấy năm quay là để từ thiện thôi chứ không có trục lợi, không có xin của ai hết. Thì trước mắt tất cả mọi người đây là anh Phương cái biệt danh là đặc biệt danh là người rắn
thì anh Phương là nằm một chỗ là không có ngồi dậy được, không có đi đâu được, nằm là suốt cuộc đời là 36 năm rồi. Năm nay là mình 36 tuổi đúng không anh Phương? Hay 37? 37. 37 hả? 37 con năm. Là năm, 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 năm tới nè, năm tới này là 37. Dạ. Năm nay 36, dạ. Có tuổi Châu, còn thằng kia tuổi Mèo. Thì cả nhà thì mình xem clip, nếu mà mình cảm thấy mà không thích thì có thể là mình lướt qua. Thì dù gì người ta cũng là một người là không có được lành lặn như tất cả mọi người. Thì mọi người được lành lặn thì mọi người rất là có phước hơn người ta. Nên Phương này là không có đi được thì người ta cũng rất là buồn. Cho nên mình cũng nói chung thì mình cũng cẩn trọng cái lời nói lại chút xíu. Thì tại vì con thấy có nhiều bình luận thế con không có tốt, thành ra con cũng loại bỏ hết hoặc là con ẩn hết. Dạ. Bây giờ mình được sinh ra đẹp đẽ thì nói chung là một cái phước đức từ trước rồi. Có nhiều người ta cũng nói vậy đó. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đâu có xin tiền ai đâu. Ai muốn lộng thì cho là thôi, nhưng này có ai nói. Người đó là tạo cái duyên thôi chứ không có. Thằng này cũng không ai giữ cho tiền. Mình nói vài câu với khán giả đi ha. Mình nói cái vấn đề gì cũng có nhiều cái ý kiến trái chiều đó, nói mình trục lợi đó, mình có thể là mình chia sẻ cái nỗi lòng của mình đó cho tất cả mọi người nghe đi ha. Thì mình lại đây khán giả với tất cả mọi người á, nếu mà tin về tâm linh người ta lại đây người ta cũng nhờ anh Phương chị, nhưng mà người ta không có anh Phương không có nhận tiền đúng không. Rồi bây giờ anh Phương có thể là mình chia sẻ một cái nỗi lòng nhỏ của mình để cho tất cả mọi người biết á. Tại vì một số bình luận thì vô 100 người thì chỉ có một hai người là bình luận không tốt thôi, chứ đa số là người ta khen thì nhiều. Thì bây giờ mình nhận Phương như để anh Phương nói chuyện chút xíu đi. Thương dạ. À, sao thôi. Con kỳ vẫn con vẫn kỳ người. Con chỉ bệnh con không có đèn đúng không? Mà căn nhà nó ăn ngang cực. Khán giả nó còn tiền. Con nhưng con rất buồn. Con rất buồn đúng không? Nó khán giả cũng nghe. Mọi người nghe ha. Vậy nên chính lời anh Phương nói ha. Ai có lòng có công nghệ. Ai có lòng có tâm thì giúp. Cho người em có công nghệ. Con cũng làm. À, nếu là ai có lòng có tâm giúp cho anh Phương, nếu mà không có tiền hay gửi cho anh Phương mua này mua kia thì anh Phương cũng vẫn làm bình thường đúng không? Ừ. Mình không có đòi hỏi ha, mình cũng không có, không phải là mình để làm clip là mình trị bệnh là để mình xin tiền ha. Cái này là đính chính cho tất cả mọi người biết ha. Thì ai thương anh Phương xem như là một người như là bị bại liệt đi, thì đến để gieo duyên để giúp cho anh Phương có một số tiền đó. Cái đó là do cái tấm lòng hảo tâm của cả nhà nha, chứ anh Phương không có mà đòi hỏi là xin bao nhiêu hay là trị bệnh là lấy bao nhiêu nha cả nhà. Cái này nói cho tất cả mọi người cùng hiểu á. Rồi anh Phương còn nói gì nữa không? Không. Ở đây ha. Có rồi. À, như là sao? Con cầu. Con cầu. Con cầu cũng cái giả. Con cầu chứ cái giả. Cái giả. Căn nhà cũng con. Nhà thương con. Mong. Mong. Mong nghe. Khán giả. Con mong khán giả. Con mong được khán tâm. Con
Mau về cõi thiên, còn mong khán giả mau đắc quả, mau về cõi tiền ha. Ngồi đưa tiền cái thuốc uống nha, hai cái rồi đó nha. Giỡn nha. Giỡn gì là xương mắt rồi kìa. Chê, ông cái. Không rồi, ông cái hoài quá, tôi xin lỗi ông. Giỡn thôi, chứ đâu có chúng đâu, đâu. Nè, cái tay của anh Phương. Phải chịu lận thôi. Thôi anh giật lên bất cứ lúc nào á con. Đưa lên là vô. Ai ai mà có lỡ thăm thì nhớ cảnh giác cái tay anh Phương nha. Cái tay này nè, tay này nó hầm lắm nè, cái đó là cái không có kiềm chế được cái tay đó, không có có khi là đụng tắng giận nó mà tắng có giận nữa rồi đâu mà giận lại chúng để chúng thôi đâu khối không vô tình chứ đâu phải khối cái nhân của nó nguyên nó mà giết mà bẻ gì mẹ sợ luôn không cho nó vừa bẻ ra nha nhân chú ra cháu cháu bán không không mình có thể chia sẻ cái đó không? Có nhiều trong người biết không? Tại sao mà mình lại găng hàm răng mình đầy đủ mà sao mình bẻ hết vậy anh Phương? Sao vậy? Sao khăn nói cho khán giả biết đi. Bẻ có bẻ sao? Bẻ có bẻ có mấy cây cần. Bẻ có mấy cây cần hả? Mấy người cờ chặn cờ hay gì đó nó nói gì đó phải không phải nhau bẻ cho mấy cần họ bẻ cho mấy người người ta cần hả mấy người ta cần phải không à. nhưng mà cái đó là cái lọc hay là cái phép gì có cái sự tâm linh gì không có à, cái gì ha có cái răng anh là cái gì cái răng ha kỷ niệm hay gì dạy chứ hẹn coi hả Để kỷ niệm đi coi đâu gặn kỷ niệm có trừ người tà ma gì không gắn đó khó khó luôn hả tức là mình để cái răng nó trong em. Mình là cho cái bốn hướng chị tà ma hả bên cái chị cái gì hòa hảo hai người ở trong trình liên với ai nữa người nó ở dưới gì dưới nào khỏe cho hảo một cái không chảy 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 máu người ta khỏe hay là chảy máu gạt luôn anh chưa chảy có chảy máu đâu có bọt là cái răng là nó không có sâu không nó có cũng sâu không có gì nữa. Nó vẫn còn tốt bình thường mà nhưng mà anh bẻ luôn anh đưa cho cái giỏng là để làm sao để vô đây nè à, như là cái răng anh gặp vô đây hả rồi bắt đầu anh gạch hả trời ơi có gãy có gì đâu có đau những gì đó hả những cái lỗ này đó anh Phương ừ như vậy đó trời ơi đúng là Phương liền thôi cứ làm cái gãy răng à thôi trời ơi đừng có làm nó làm gì đó ông chừa mấy cái răng cối đâu bắt cái đầu rồi mẹ da tao thấy thì không có mồ máu vậy chứ y nguyên luôn thôi đừng có làm nó nghe để răng đi răng ăn thôi nó gài xuống cái này nè mẹ ấy còn đạt cho người ta con cái một để lại để lại nè bạn ơi bạn mình tướng Phượng lực ghê vậy tướng chắc, mạnh dữ lắm thịt chắc ghê à. Mình mãn cứng ngắc rồi ta ngắc hả qua sườn tắm mà bữa nào không tắm chân nè ốm rồi qua sườn luôn sao mơ gì không tắm chứ chưa cái một bây giờ tắm rồi tướng chất gạch à. Nhìn cái da thật ảnh khác của người ta nhìn gạch biết dưới đây có bự không đây có bự đâu nè trắng tư này nói chơi chọc gạo trắng tư nhưng mà đẹp trai lắm mà tại vì sống mẹ cái miệng cái miệng sống miệng ta đang đẹp thành trái tim nào sửa là thành trái ấu luôn anh thấy là em móc là cái là anh cắn cắn đó nè này nè không tức là cắn cái môi anh cái tự móc này, cái môi này nó quét nó quẹt mà nó làm gì đó nó hót luôn cái môi này môi dưới đó nè cái này có lỗ mũi đó nè nó hót qua này đâu đó hót nổi luôn đó lâu lâu hiện lên cái gì đó thôi cái này thì chỉ bên đây thôi ha còn bữa hổm là toàn bộ luôn đụng vô đụng lên cái này bữa hổm mình gọi là tâm linh đúng không anh Phương? Hả? Ừ. Này có tâm linh không? Nè, à, vẫn còn này nhưng mà hơi giảm lại. Nó đẹp thì chứ. Thấy rõ ràng. Đâu nếu mà được chị có thể mình cho khán giả coi là nguyên bộ mình của mình coi. Đó không? Trời
Dạ, cho Thu thấy luôn, Thu hoảng hồn luôn. À, tính bữa nay cũng đi tới dưới kêu Thu nữa rồi. Bữa nay à? Ừ, mấy bữa nay nè, Thu nó không lên, là cách bữa có không lên. Rồi hôm nay anh có ra ngoài thăm Thu không? Thu đó, đi đó. Có đi không? Thất tình thất vọng mà có đi đâu. Nãy nghe nó ca đó, không thấy hả? Ca nhớ người yêu đó, nhớ Thu đó. Thôi để... em bữa nay em cũng đến đây thì cũng có một ít tiền ha của Mạnh Thường Quân, thì sau này bây giờ là em sẽ gửi cho anh Phương trực tiếp luôn ha. Mặt xấu quắc mà khoái lên truyền hình của hình à, chào cả nhà, thì hôm nay mình đến thăm anh Phương và xem tình hình sức khỏe anh Phương. Cả nhà lúc này cũng đang trong ngóng, thì bây giờ mình sẽ đọc một số tiền của các vị Mạnh Thường Quân gửi cho anh Phương. Thì một chị ẩn danh ở Canada gửi cho anh Phương 2 triệu, và bé Thặng là cháu gái, là cháu Tinh Như, cháu Tinh Thư, con Tinh Như phải không? Con Thư. Thư hả? Dạ Thư. À, bé Thặng nó 1 triệu. Jenny Trần gửi cho 100 đô, là 2 triệu 3. Nguyễn Thị Lệ Thí 1 triệu và thêm bé Thặng 1 triệu nữa. Một người ẩn danh 1 triệu. Anh Cường 500. Gia đình chị Phụng 1 triệu. Anh chị Ngô Kim Giác Phương 1 triệu. Thì mình tính tổng cộng luôn là 10.800.000. Thì Thảo sẽ gửi trực tiếp cho anh Phương luôn ha. Rồi đây, cả nhà. Gì? Nói gì? Dạ con. Chưa mà tôi gửi đi, tôi gửi đi rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi đây, 1 triệu, 2 triệu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 10, 200, 400, 600, 800. Rồi đây là số tiền là 10.800.000 nha cả nhà. Rồi cảm ơn đây. Cảm ơn gì đó cô đó. Dạ. Cô mấy chú gì trên đó. Cảm ơn hết tất cả. Dạ. Con cậu. Chú gì con ngầu cũng cắn ra. Cắn nhà con chưa con sao con cái mặt mẹ con thay mặt cho mẹ con. Trời ơi, thay mặt cho mẹ con làm sao nói đi. Con cậu cũng kẹ bà con già con người mẹ cái nuôi cháu con nuôi mẹ nuôi cháu à, nuôi mẹ với nuôi cháu nha. Trời ơi. Anh Phương tuy là nói chuyện rất là khó khăn nhưng mà có cái lòng hiếu thảo. Con nuôi mẹ với nuôi cháu của con. Thì cái bé Thư bé Như gì đó là đi mổ về chưa? Chưa nữa hả? Bữa nay nó là 7-8 ngày mà chưa, bác sĩ chưa cho về. Tại vì cái thận nó chưa có đem vô. Chưa đem vô? Cái đem cái đồ sách đó, cái gì đó, cái ống. Dạ. Chưa vô. Tới bằng ngày 30 rồi, ngày 30 mới thứ 6 rồi, thứ 5 gì mới đưa vô nè. Mới điện về nè. Nó kêu mẹ bà gửi tiền ra cho con, nó nói gửi thì gửi, chứ gì sao giờ. Cái 7-8 triệu rồi đó. Bây giờ mẹ ra ngoài tiền ăn không á. Cái Thư ơi, rồi sao? Thư ơi, sao? Yên tâm quá, bệnh. Thư hết bệnh gì à, hả? Có bệnh. Nói muốn khóc à. Nói lên trên clip này luôn ha. Rồi kêu đứa Thư. Cháu ha, Thư ơi ha. Thư ơi. Thư ơi làm sao? Thư ơi làm sao? Nó muốn khóc rồi. Nó muốn khóc rồi đó. Không nói gì hết được.
Thôi, đừng có. Giờ mình kiệm lại đi, mình kiệm lại đi. Nó hết bệnh nè. Thương nhỏ đó dữ lắm. Một cưng mà, phải không? Uống nước, tôi đi chợ, nó nhà nó đút, còn hơ luôn vậy đó. Bữa cháu nó hết bệnh nó về. Rồi bữa nay bữa thứ 7 mới bác sĩ mới cho. Thì đó giờ mình quay bữa nay là lần đầu tiên mình mới thấy anh Phương làm mà muốn rưng nước mắt nghe cái nha. Thương cháu. Thương mẹ. Rồi. Thôi thì mình giúp không có giúp được gì cho cháu đó. Thì mình giúp bằng cái tâm linh của mình đi, mình có tâm linh mình giúp cho cháu đi, đón cho cháu nha. Đón cho cháu nha. Con mời áo bệnh cưng gậy cậu con ơi. Con mau hết bệnh về với cậu con ơi. Cậu với cậu con thôi. Hết bữa về à. Bữa thứ 6 về, thứ 7 về. Thứ 6 đem cái ống vô rồi. Thứ 7 thì chắc có về, có cho về. Cậu ba nghe. Cậu ba nhớ con mà. Nó cậu ba nhớ. Miếu khóc rồi đó. Nó thương nhỏ đó chứ lắm, mấy đứa kia chứ nó không thương, nó thương nhỏ này chứ. Thôi đi, thôi. Khóc cái gì, vài bữa nó cháu về rồi. Vài bữa nó cháu nó về rồi. Ừ. Nha. Bữa thứ 6, thứ 7 gì cháu. Cho nên mình đừng có buồn nghe anh Phương. Thì em gửi số tiền của Mạnh Thị Quân nha, là 10.800.000 ha. Thì nhắc với tất cả mọi người á. Thì nếu mình cứ dòm sơ ngang á mà không thấy cái tiền của mình đó, thì cả nhà có thể kéo xuống dưới cái video dưới phần mô tả ha. Thì Thảo lúc nào cũng để phụ ở dưới là cái tên của các chị Mạnh Thường Quân, cho bao nhiêu là Thảo đều ghi ở dưới phần mô tả của video ha. Cho nên cả nhà yên tâm ha. Cũng xin lưu ý với tất cả mọi người một cái là những người gửi tiền cho những cái hoàn cảnh nào đó, hoặc là anh Phương, thì trước hoặc sau là cũng sẽ có. Tại vì có đôi lúc thì chậm trễ một chút xíu chứ không có mất tiền của cả nhà đâu ha. Cả nhà yên tâm ha. Rồi thì cái clip đến đây thì em cũng mấy cô cũng rất cảm ơn với mấy cô kêu ăn cái đồng tiền. Cô cũng có trời buồn mà con nói, tại vì con nói như là Phương ơi, tao nuôi mày gì tới nữa mà ăn cái đồng tiền của người ta vậy, mà con có tội không? Nó nói không có tội, tại vì biết mà sao, mẹ đâu có đi quýnh bài quýnh số gì đâu mẹ tội, còn này mẹ nuôi con chứ mẹ đâu có đi làm gì đâu mà mẹ tội. Nó nói gì người ta nói nữa, mày có chết mày có độ mẹ nó có rồi nữa, con đem mẹ gì trong mà cái gì kêu gì nữa, nợ hậu ơn gì đó là mẹ với con có lập gặp lại. Nó nói gì nhiêu thôi, rồi giờ nó cũng kêu cô, nó nói mẹ bà dán nuôi đưa còn 2-3 tháng nữa con cũng ấy rồi, mẹ với con chia tay rồi thôi, mẹ ôm con ôm mẹ hung 2-3 cái, nó kêu hung hoài luôn, cũng đâu chịu. Nó thôi ôm hung gì, tại vì mình thấy cái tấm hình nó dịu xuống, nó mắc hoài, nó khóc hoài, khóc quỷ, cái nó thôi mẹ khóc gần nước mắt hoài, nó chỉ khóc hoài. Nó chưa chết nó quả cái hình nó làm đau khổ vậy đó, nó làm buồn bẻo dữ lắm. Tại vì cái tâm nguyện của anh rồi chúng tôi đâu hay tới đó. Cái đồng tiền này chứ cô cũng dán cũng lại cho cô, không có miễn phí cái đồng tiền mà phô phí đâu, cái gì phải thì cô ăn còn phải thôi chứ không phải mỗi cái mà ăn cho đầy đủ đâu Thảo với mà để Thanh không bao giờ có đâu, nó thiệt. Có khi mẹ con mấy mẹ đổ nước mắm vô kho ăn, nó thiệt. Hồi đó không có tiền á. Cái này nhiều khi ở trên ta xây chuyển thôi, chứ mình đâu có xin ai đâu. Không có xin ai chứ, mà mình đồng tiền ăn cái đồng tiền mình cũng đúng buồn lắm. Nó nói chung buồn bẻo cái lắm. Thành với Thảo ơi, nó thiệt cô cũng buồn lắm. Chứ không phải nhờ ăn cái đồng tiền gì mà đi trước đâu, to đâu. Cũng nói với ông Phương hoài, Phương nó không có sao đâu mẹ ơi, có gì chứ. Tại vì mẹ nuôi con, bây giờ cái này con trả ơn lại cho mẹ, nó trả hiếu mẹ lắm. Nó nói vậy đó. Mà nó mỗi lần mà tao đút cơm cho nó ăn là nó kêu tao cho nó hung 2-3 cái này. Rồi mẹ với cơm á. Ừ, đút cơm mà đem nó xuống nè, tắm gì nè, đem nó xuống mẹ là cho con hung nè. Cho con hung đi, tao nói thôi đi, mày cho tao hung mà. Mày hung tao chừng nào tao nhớ ác hung mấy nó thôi đi Phương ơi, nghỉ đi Phương. Hồi nãy khi mà vừa ghé gần tới nhà đó thấy cái gạp ngoài đó đó cũng hồi hộp từ đó là cái có vụ gì tưởng đâu ông Phương ông Thăng này có cái gạp cái đó mà cái nhà anh đó nó trời trời cái này nhà ông Phương có cái mà mốt ai lần tưởng đâu anh đi đi đưa tiền cái gì tới giờ luôn rồi vậy. Cũng xin ngắt clip lại tới đây nha, cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh
là gia đình nha, anh đã chia sẻ ở trên luôn. Dạ. Rồi, chào anh Phương nha. Con chào khán giả. Chào khán giả.